một môi trường an toàn, một chương trình học tập toàn diện, nhân văn, tiên tiến và là một mái ấm. Đó là những gì mà bé Đa đang ngày đêm mang đến cho các con. Và chắc chắn đó là những gì mà các con cần ở một trường học đúng nghĩa. Chúc cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên bé Đa luôn tràn đầy nhiệt huyết và sáng tạo để tiếp tục trồng người, ươm mầm cho cuộc sống. Năm học 2024-2025 chính thức bắt đầu. Và chúng ta rất nỗ lực. Nỗ lực. Và chắc chắn chúng ta không bao giờ bỏ chạy.